Chào mừng các bạn đã đến với kênh AchakVN. Trong clip ngày nay, AchakVN sẽ được giới thiệu các bạn thông tin báo giá lăn bánh chi tiết của dòng xe Mitsubishi Xpander Cross. Đây là một dòng xe SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Mitsubishi của Nhật Bản và sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc tại thị trường Indonesia lắp ráp về Việt Nam. Và các bạn có thể thấy là cái phiên bản Mitsubishi Xpander Cross này mang một cái nét tương đồng với những phiên bản Xpander vừa ra mắt thị trường Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là cái đèn LED phần trước đó là theo kiểu T-shape, tức nghĩa là hình chữ T để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt. Và ở đây thì chúng ta đến với cái mức giá bán niêm yết của hãng. Hiện tại thì đại lý Mitsubishi đang áp dụng một cái chương trình khuyến mãi là tặng 15 triệu, vì vậy cái giá xe sau khi đại lý hỗ trợ chỉ còn 685 triệu đồng. Và dẫn đến cái mức giá lăn bánh tại trường Hà Nội đang tạm tính là khoảng 790 triệu đồng. Còn nếu như các bạn đang ở các tỉnh và muốn sở hữu dòng xe này thì chi phí tối thiểu chúng ta cần bỏ ra là 765 triệu đồng mà thôi. Xuyên suốt video clip này là cái thông tin về số hotline của Mitsubishi. Các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để nhận được những cái thông tin, kèm theo đó là những cái quà tặng, những cái chương trình khuyến mãi. Hiện tại thì dòng xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 này đang được nâng cấp lên một số điểm như sau. Ví dụ chúng ta thấy là cái chiều dài tổng thể của xe đang tăng lên đến 95mm, tức nghĩa là gần 10cm các bạn ạ. Và hiện tại thì cái khoảng sáng gầm của dòng Mitsubishi Xpander Cross này đang là 225mm, là một trong những cái khoảng sáng gầm tốt nhất của dòng SUV 7 chỗ nếu chúng ta so với lại Suzuki XL7 hoặc là những cái đối thủ trong cùng phân khúc này. Quà tặng hiện tại áp dụng cho Mitsubishi Xpander Cross 2023 bao gồm camera 360 độ, camera hành trình, một bảo hiểm thân vỏ 1 năm và cái bộ phụ kiện. Hiện tại thì bộ phụ kiện này đang có mức giá tạm tính là khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng, bao gồm là dán kính, trải sàn da, bọc vô lăng. Và các bạn có những cái chương trình khuyến mãi, ví dụ như là bốc thăm may mắn Fukubu Kuro lên đến tổng trị giá gần 20 triệu. Nếu chúng ta quan tâm đến cái chương trình khuyến mãi, kèm theo đó là những cái quà tặng chính hãng, những cái quà tặng của đại lý và bộ phụ kiện nào mà các bạn đang mong muốn sở hữu cũng như là đổi cái bộ phụ kiện khác gì đó, thì chúng ta có thể gọi cái số hotline ngay bên dưới, có thể add Zalo để chúng ta có thêm được những cái tư vấn chính hãng. Chúng ta quay lại với phần thiết kế của chiếc Mitsubishi Xpander Cross này, thì hệ thống mâm xe như các bạn vừa thấy vẫn là mâm 17 inch, tuy nhiên thiết kế hoàn toàn mới. Thêm vào đó là những cái phong cách thể thao, chúng ta có thể thấy ở đây là cái phần giá nóc này được sơn đen, một cái phong cách thể thao rất đặc biệt. Nhưng mà một trong những cái điều quan trọng nhất chính là một cái hệ thống an toàn chủ động khi vào cua. Hệ thống này được gọi là Actual Control. Đây là một trong những hệ thống khá đắt đỏ và lần đầu tiên được hãng Mitsubishi mang đến và lắp ráp cũng như là để chế độ mặc định trên một cái dòng xe phổ thông với mức giá dưới 1 tỷ đồng. Đó là một trong những cái điều rất là thú vị trên cái dòng Mitsubishi Xpander Cross 2023 so với phiên bản tiền nhiệm trước đây. Các bạn nghĩ sao về thiết kế này? Như vậy, AchakVN xin được phép nhắc lại là cái mức giá niêm yết hiện tại của dòng xe này đang được cái đại lý khuyến mãi 15 triệu. Tức nghĩa là mức giá niêm yết hiện tại là 698 triệu như đã công bố trên báo chí, và mức giá này là tăng nhẹ 10 triệu so với phiên bản Cross trước đây. Nhưng mà hiện tại thì đại lý đang áp dụng giảm giá 15 triệu. Vì vậy thì cái chương trình khuyến mãi này giúp chúng ta có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội là 790 triệu và mức giá lăn bánh tại các tỉnh sẽ là cái chi phí 765 triệu đồng mà thôi. Như vậy thì dòng xe này đang có những cái chương trình khuyến mãi, những cái quà tặng. Các bạn có thể liên hệ ngay cái đại lý Mitsubishi để chúng ta nhận được cái bảng báo giá chính xác cũng như là chi tiết vào cái thời điểm mà chúng ta đang quan tâm sở hữu dòng xe này. Nếu các bạn quan tâm đến phương án vay ngân hàng thì đang có những cái chính sách ưu đãi về cái lãi suất cũng như là dòng xe này đang có những cái màu có thể giao ngay. Các bạn có thể liên hệ xem xe thử xe và có thể gọi cái số hotline để chúng ta biết thông tin chi tiết các bạn nhé. Quay trở lại với phần nội thất thì các bạn có thể thấy là dòng Mitsubishi Xpander Cross này mang đến một cái vô lăng hoàn toàn mới. Ở đây chúng ta có thể thấy một cái nét tương đồng của cái vô lăng trên chiếc Cross này phiên bản 2023 là hoàn toàn tương tự như chiếc đàn anh, một cái chiếc SUV 7 chỗ thực thụ Pajero Sport. Các bạn thấy đây là một cái vô lăng hình chữ D cut up. Như vậy thì không chỉ là một cái phong cách thể thao ở cái kiểu dáng bên ngoài, bên trong cái khoang nội thất này chúng ta thấy là full digital ở cái phần đèn ở ngay cái vị trí những cái bảng đồng hồ ngay mặt táp lô, và kèm theo đó là những cái hệ thống cân bằng điện tử nè, rồi chúng ta có những cái auto hold của cái phanh tay điện tử. Như vậy thì dòng xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 mang đến những cập nhật về nội ngoại thất, đồng thời là có thêm những cái cập nhật về cái tính năng an toàn.
Dòng xe này đang được áp dụng những cái quà tặng chính hãng. Xin được phép nhắc lại là ở đây chúng ta có camera 360 độ, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ 1 năm hoàn toàn miễn phí, và đang có một cái chương trình đó là bốc thăm may mắn Fukuburu Kuro lên đến tổng trị giá 20 triệu đồng. Và những cái bộ phụ kiện mặc định tặng kèm theo bao gồm có dán kính, trải sàn da, những cái bọc vô lăng. Các bạn có thể liên hệ cái số hotline để chúng ta nhận được thêm những cái thông tin chính xác nhất các bạn nhé. Như ở đây thì hàng ghế thứ hai, tất nhiên là khi chúng ta bước lên một cái dòng như là Expander hoặc Expander Cross, hàng ghế thứ hai thật sự là rất là thoải mái cho những cái người ngồi sau. Và ngay cả hàng ghế thứ ba, nếu không qua, chúng ta có thể so sánh với một cái dòng MPV 7 chỗ lần các bạn đó. Các bạn đã từng trải nghiệm qua chiếc Expander chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Xin được phép nhắc lại là về mức giá, hiện tại dòng xe này đang có mức giá lăn bánh tại Hà Nội là 790 triệu và 765 triệu đồng tại các tỉnh. Các bạn có thể liên hệ ngay cái số hotline để chúng ta biết được cái thông tin chính xác và cập nhật mới nhất các bạn nhé. Còn bây giờ, HVN xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem đến phần cuối video clip này. Nếu chúng ta quan tâm đến dòng xe này, muốn nhận được thêm những cái thông tin so sánh của Expander Cross so với chiếc Suzuki XL7 hoặc những đối thủ trong cuộc phân khúc, các bạn cũng nên đăng ký kênh và để lại những bình luận để HVN hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ, xin chào và xin hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.